Hi, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với Sơn miền Tây 83 nha cả nhà. Thì ngày mới Sơn cũng chúc cả nhà được nhiều sức khỏe ha. Luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống nha cả nhà. Thì sáng nay á em có chạy được mớ tôm sú nè cả nhà. Mớ tôm sú. Thì ở đây em cũng có mua được một cục thịt nè. Bữa nay em sẽ cuốn gỏi cuốn nha. Thì ăn kèm với đó thì cũng là có rau xà lách nè, rau thơm, giá. Ở đây cũng có hai cái củ cà gót với củ cải trắng nè, để chút xíu em làm đồ chua mình ăn ăn kèm vô ha. Đây cũng có tương nè, rồi bún, bánh tráng, bột mì tinh ha. Thì bây giờ em cũng mời cả nhà cùng em đi vào bếp để luộc miếng thịt với mớ tôm sú này nha cả nhà. Bây giờ em cũng đặt nước lên để em luộc cái cục thịt với mớ sú này nha cả nhà. Cho vô đây ít muối hột nha. Cho ít muối hột với ít bột ngọt cho cái thịt của mình á, nó có gia vị á, cho nó ngon nha. Rồi, bây giờ em cũng cho miếng thịt vào luôn. Thịt này thì em cũng đã sơ chế rồi, cũng như là cạo rồi rửa lại với nước muối rồi á cả nhà. Vậy em cho vô đây em luộc cục thịt trước. Khi nào thịt nó gần chín á thì em sẽ bỏ sú vô em luộc sau nha. Thì tôm thì nó cũng mau chín nè. Trong cái khoảng thời gian mà đợi thịt nó chín đó cả nhà, thì bây giờ em cũng bào cái củ cà gót với cái củ cải trắng này nè. Chút xíu em sẽ làm miếng đồ chua nha, để vô trong tương á, mình ăn cho nó ngon. Này bây giờ em sẽ bào cái lớp vỏ bỏ. Chút xíu em cắt cho nó mịn ra rồi em bóp với muối cho nó đừng có đắng cả nhà. Thank you.
Bây giờ em cũng bóp muối rồi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ cho vô thau ha. Để em trộn chanh với đường luôn. Trộn mình để đây cho nó thấm. Giờ em cũng cho vô đây một ít đường nha. Em cũng nặn chanh vô. Thường cái này á cả nhà, người ta sẽ xài giấm ha. Còn ở đây em không có giấm, em xài chanh. Bây giờ trộn đều lên. Giờ em cũng dắt chanh em để đường vô nè cả nhà. Bây giờ cũng rồi ha, em để đây cho nó thấm ha. Chở miếng thịt. Cho thịt nó chín đâu đó rồi mới để tôm vô nha cả nhà. Giờ em cũng bầm ít tỏi ha, để chút xíu á em làm tương nha cả nhà. Tỏi cũng nghiền rồi, em cho ra chén nha. Thịt giờ nó cũng đã chín rồi nè cả nhà. Em cho sú vô luôn nha. Rồi, bây giờ đậy nắp lại để cho nó chín rồi em sẽ đưa ra em cắt miếng rồi em cuốn nha cả nhà. Tôm bây giờ nó cũng chín rồi nè cả nhà. Giờ em cũng vớt ra nha. Miếng thịt thì để một tí nữa đi cho nó mềm mềm tí. Sú này á cả nhà, mình luộc á nó sẽ đỏ hơn con thẻ với con tép nha. Cái màu của nó đẹp. Con nào bự quá chút xíu em sẽ chẻ nó ra làm hai để cho dễ cuốn. Rồi, bây giờ cái miếng thịt em để đây cho nó chín hẳn ha. Rồi, trong khoảng thời gian đó em cũng đi lọc tôm luôn. Giờ miếng thịt nó cũng chín rồi nè cả nhà. Em cho xuống dưới ha. Để cho nó nguội chút xíu em sẽ sắt. Bây giờ em cũng đặt cái chảo lên. Thì em làm cái tương để chấm á cả nhà.
cho vô đây tí dầu ăn nha. Dầu bây giờ nó cũng nóng rồi, em cho cái phần tỏi băm vô. Cho tỏi nó vàng lên thì em sẽ cho tương vô nha cả nhà. Sáng em cũng có mua hai bọc tương nè, này tương ngọt ha. Để mình làm cái nước chấm. Bây giờ em cho tương vô. Mình cho vô đây ít nước nha, ít nước lọc. Bây giờ mình đun cho nó sôi lên thì sẽ nêm nếm nha cả nhà. Rồi em sẽ quậy bột mì tinh em bỏ vô nữa là rồi đó. Khoảng thời gian mà đợi tương nó sôi đó cả nhà, em cũng quậy một ít bột mì tinh nha. Một chút xíu á, mình cho vô cái tương á, cho nó kẹo kẹo lại, chấm cho nó ngon nha. Này thì mình cho vừa đủ thôi, tại vì nếu mà để nhiều quá đó là nó kẹo dữ lắm. Để cho đều, cho nó để nó bị ốc trâu nha. Rồi, bây giờ em cũng vậy rồi nè, em để đây. Tương nó sôi thì em sẽ cho vô nha. Giờ tương nó cũng sôi rồi nè cả nhà. Bây giờ em cũng nêm luôn nha. Em cho vô đây miếng đường nha. Tương này thì nó cũng có độ ngọt rồi, em để đường cũng ít thôi. Tí đường, tí bột ngọt thôi nha cả nhà. Rồi, bây giờ sẽ phay đều lên. Cho nó tan gia vị. Bây giờ em cũng cho cái phần bột mì tinh nãy em đã quậy nè, cho vô luôn nha. Cho nó sôi lên cái nữa, em nêm lại thêm lần nữa là được rồi đó các bạn. Nó sánh lại nè, sánh lại vậy mình chấm nó ngon. Phần tương bây giờ nó cũng đã được rồi nè cả nhà. Bây giờ em cũng nhắc xuống luôn nha. Thì cả nhà ơi, nãy giờ em cũng luộc thịt với tép đồ rồi hết trơn nè cả nhà.
Rau thì em cũng rửa rồi, đồ chua em cũng làm rồi luôn. Bây giờ em đưa lên để em cuốn nha. Bánh tráng này nó hơi dày vậy cả nhà. Bánh tráng này là chuyên dùng cho cuốn gỏi cuốn nè. Ở đây em cũng có chuẩn bị miếng nước á, để cho mình dễ cuốn. Ở đây thì có dầu ăn nè cả nhà. Khi mình cuốn rồi á, mình sẽ để qua đây, để một tí dầu ăn lên cho nó đừng có bị dính. Cuốn ở nhà ăn á, thành thử em cuốn cái cuốn nó hơi bự một tí nha. Mỗi thứ ít rau giá. Cộng hẹ nha cả nhà. Cho thịt lên. Tép hồi nãy nó hơi dày á, mình cũng cắt ra nè. Bánh tráng này nó hơi bị cứng. Cuốn đầu tiên nè cả nhà, nó chưa có được đẹp ha. Để cuốn thứ hai thì em sẽ rút kinh nghiệm lại. Em cho vô đây miếng dầu ăn để chút xíu á. Cái cuốn thứ hai á, nó đụng vô cái cuốn thứ nhất này nó sẽ không có bị dính nha. Em cũng không có khéo tay á, cả nhà xem mà coi giống như không có thẩm mỹ á, cả nhà cũng thông cảm cho em nha. Đây là cái bánh tráng này nè, cái bánh tráng này là cái bánh tráng tha nước á cả nhà. Phải để nước nhiều vô thì cái bánh tráng nó mới mềm ra, mình mới là dễ cuốn nha. Cái đầu thì em để nước nó hơi ít. Bây giờ em làm lại cái thứ hai, em cho thịt trước đi. Rồi, bây giờ em sẽ cho bún lên nha. Cho ít giá. Ít rau. Nhẹ lá. Cái thứ hai là mong nó sẽ đẹp hơn cái thứ nhất nha cả nhà. Tại vì cái thứ nhất đó, em để nước nó hơi ít. Cái thứ hai nè cả nhà. Thường em thấy cô chú á cuốn sẽ bẻ hai cái đằng đầu này lại, nhưng mà cái bánh tráng này nó hơi cứng á cả nhà, nó khó bẻ quá. Cuốn thứ hai thì cả nhà ơi, cái chén nước nãy nó hơi nhỏ, cái bánh tráng này nó cũng cứng nè. Em chơi nguyên cái thau luôn nha, mình nhúng vô luôn cho nó mềm cái bánh tráng cho mình dễ cuốn á. Em sẽ đổi chiến thuật, em cuốn cho nó xéo xéo nha cả nhà.
chứ cuốn thẳng thì nó không có cốp hai cái đằng đầu lại được. Em cũng cho gạo lên, cuốn trái vừa vừa ăn thôi. Nãy hai cái cuốn đầu em cuốn nó hơi bị to. Mong là cuốn này cuốn thứ ba nó sẽ đẹp nha cả nhà. Cái cuốn thứ nhất với cuốn thứ hai thì em chưa có dự ý. Đây, cái cuốn thứ ba của em nè cả nhà. Cuốn này thì em thấy đẹp nè, nó vừa ăn mà nó cũng thẩm mỹ hơn hai cái cuốn ban đầu á cả nhà. Rồi em cũng cho vô đây nha. Rồi cũng cuốn tiếp tục luôn cả nhà. Em đổi cái chiến thuật là em thấy cái cuốn nó nhìn nó cũng đỡ đỡ cả nhà, thấy cũng giống tiệm rồi đó. Thường ở nhà thì ăn tới đâu rồi cuốn tới đó à, chứ cũng không có cuốn sẵn. Em sẽ cho gạo lên. Ít giá lên, ăn cho nó giòn giòn. Cuốn cái này mình cuốn cho nó chặt tay một chút. Mình cuốn xéo vậy á cả nhà, nó mới cốp hai cái đằng đầu lại được. Tại vì ngày nãy em không có cuốn xéo á, không có cốp hai đằng đầu lại được. Nhìn cái bánh nó cũng chưa có ngon. Cái khúc giữa bánh thì mình cho vô đây một cọng hẹ. Đây nha. Đây là thành phẩm của em nha. Cuốn thứ năm. Thì ở trong này có ba cuốn mà em thấy không có cuốn nào mà giống cuốn nào hết trơn cả nhà. Hai cả nhà nha. Giờ vô tiếp sơn cuốn cả nhà ơi. Chứ không cuốn hồi sơn không cho mình ăn. Phải cuốn tiếp mới cho ăn. Cũng không được đẹp đâu nha. Nãy giờ cả nhà Quy cũng phụ em đốt lửa rồi đó. Bây giờ Quy thấy em cuốn nè, cũng lâu nè. Vô hai anh em cuốn cho lẹ nha cả nhà. Cuốn hơi không mấy chuyên nghiệp ha. Okay. Từ từ, tại vì mình mới tập thì nó vậy á. Tại bình thường cuốn ăn không à, cuốn ăn luôn à chứ đâu có cuốn để sẵn cho đẹp đâu. Giống như tôi nãy tôi cuốn hai cuốn đầu đó cũng đâu có được đẹp đâu. Nhưng mà mấy cuốn sau thì nhìn nó cũng được được thôi chứ nó cũng chưa có đẹp. Mấy người người ta bán người ta cuốn mỗi ngày mà cái nghề của người ta mà sao mình so sánh được. Cái này cả nhà cũng thông cảm nha cả nhà. Mình cuốn cái này thì mình phải dùng tay à, chứ không có dùng đũa rồi được. Cuốn bự bự rồi ăn cho nó đã cả nhà.
cái này đẹp chỉ là một cái thẩm mỹ thôi cả nhà, chút xíu là nó cũng vô bụng hết trơn. Phải không Quy? Hả? Đúng rồi, đẹp xấu gì cũng vô bụng hết, nhưng mà làm cho cả nhà xem thì mình làm cho đẹp chút ha. Ừ, cho nó thẩm mỹ một tí. Quên để giá nữa, thấy không? Quên một trong những cái số này là nó sẽ không ngon nha cả nhà. Dạ. Ừ, thì để vô, để mỗi thứ ít ít vô ăn cho nó đầy đủ. Thường ăn gỏi cuốn này Quy ăn được mấy cuốn? Cả 20 cuốn á. Dữ vậy sao? Đúng rồi. Vậy gán cuốn nhiều nhiều đi nha. Giờ tôi cuốn được nhiêu tôi ăn nhiêu nha. Bình thường thôi, muốn ăn nhiêu thì cuốn nhiêu. À, thấy hấp dẫn chưa? Hấp dẫn, bóng lón. Cái này là mình phải tha dầu ăn vậy đó cả nhà, không phải là để cho nó đẹp đâu, mà khi mà mình để lên cái sửng này nè, cho cái bánh này nó không có đụng cái gỏi cuốn kia, nó sẽ không có bị dính nhau cả nhà. Khi mình ăn mình lấy lên nó không có bị dính gách bánh á. Đây, cái vụ dầu ăn này mới biết đó. Tại trước giờ mình cuốn mình ăn liền thôi, mình không biết vụ dầu ăn. Cái này Sơn cũng học kinh nghiệm dữ lắm. Cái này không có học, mà đi tiệm ăn á, rồi thấy người ta để chắc bóng bóng nè, rồi cũng dòm dòm người ta cuốn rồi thấy biết. Chứ nghề người ta mà dễ gì người ta chỉ mình đâu. Cuốn xấu là hồi ăn xấu á nha. Cuốn đẹp là ăn đẹp. Vậy đi. À, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu xấu mà nó nhiều. Bự. Bự rồi. Con tôm á, mình chẻ ra làm hai vậy là vừa luôn ha. À, mình để nguyên á thì nó sẽ cộm dữ lắm. Thao tác của bộ chuyên nghiệp rồi đó, đúng không? Nhanh hơn rồi đó. Nhừng nhuyễn rồi đó. Nãy giờ được cỡ khoảng 15 cuốn chưa ta? Được cỡ đó. Tốc độ lắm mới được. Được, thơm lên. Nè, thấy chưa? Thấy hấp dẫn không? Uống nu thì muội luôn. Ở trong cái sửng này cả nhà là không có cái nào mà giống cái nào hết trơn nha. Cuốn không có là một cái khuôn khổ nào hết. Tép là em để ngay cái lằn á, khi cuốn thì sẽ nhìn thấy con tép nó sẽ đẹp ha. Cho đẹp hả? Ê, quên này ơi. Dầu ăn vô. Để nó dính nè. Ăn nhiều quá nó ngán không ta? Không đâu. Mình tha chủ yếu cho nó đừng có dính thôi. Đâu người ta giả bộ quên cái mà cũng... Đâu có, bắt liền chứ. Nó giả bộ quên cái cho cũng không được. Có giả bộ mà, hay là quên thiệt à? Quên thiệt đó. Ê, cuốn trái ớt vô được rồi. Cuốn ba trái ớt vô. Nếu mà ăn ớt được thì cứ cuốn. Để cầm bún vô đây luôn. Sao đâu? Cái thao tác từ từ nó sẽ lẹ hơn cái lúc ban đầu rồi đó cả nhà. Làm gì mình cũng quen lẹ lẹ cái rồi kia. Nó hơi ẩu á. Lẹ quá cũng không tốt. Lẹ là phải chất lượng, đúng không? Lẹ mà phải chính xác. Lẹ mà... Vậy là chính xác dữ chưa?
Cúng con quy sao không thấy tôm vậy chân vậy quy? Giấu gì trong kìa. Giấu hả? Trời ơi. Mình giấu mình vô mình, hồi mình làm. Ta thấy mấy cú nên người ta nói không có tôm ta không ăn, mình ăn. Thì cá trong nhiều lắm. Gì đó. Xài chiêu đó phải không? Quá nhanh quá nguy hiểm. Đang biện minh cho cái cái sự không đẹp của mình ha. Ừ. Sự không khéo léo của mình. Mấy cái cuối tôm nó hơi hiếm rồi, thành thử ra để 3 miếng thôi. Ối tôm cũng được không? Ối cũng được. Nhớ để không hẹ nha. Cũng nhanh quá tới nó không kịp, cái bánh tráng không kịp mềm nữa đó. Sao? Đẹp lắm nghe nhưng mà không thấy tôm, thấy thịt gì chứ. Bất chịu chứ. Cái bánh nó bánh bể à, bể cuốn được hết. Cuốn bự hồi á, ăn cả chừng 2-3 cuốn là bắt đầu no rồi. Gỏi cuốn nhà làm thơm ngon mời bạn ăn ngang. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ăn nha cả nhà ơi. Còn miếng thịt này cuốn cho nó hết luôn đi. Thì cả nhà ơi, bây giờ em cũng đã dọn lên rồi nè cả nhà. Bây giờ em mời cả nhà cùng quy bạn em dùng luôn nha. Mời cả nhà cùng ăn với hai anh em nha. Bỏ đầu vô. Mình chén ớt thấy hấp dẫn quá ha. Quá hấp dẫn. Thank you.
Rồi cùng mời cả mời cả nhà ăn với hai anh em mình nha. Gửi cuốn nha cả nhà. Rồi em cũng mời cả nhà luôn nha. Con chắc là đói bụng á, nước chấm vừa ăn. Rất là ngon cả nhà. Vừa ngon. Ớt cay cay. Rồi. Để vô chua vô nhiều nhiều quá, ngon. Ở đây ngay cái hướng gió nè, mát quá trời. Thì mới không? Được rồi. Bữa nay trời hơi gió cả nhà. Cái âm thanh nó cũng không được chất lượng á, cả nhà xem trên video cũng thông cảm cho em ha. Cái này cái cuốn đầu tiên em cuốn rồi cả nhà. Em mời cả nhà nha. Sao đẹp gì vô bụng hết. Hai cái tay cắt ớt nó hơi cay cay. Đốc vô mắt. Xấu đẹp thì cũng vô bụng, nhưng mà đẹp thì mình để ăn nhiều hơn. Cảm quan á, con người ta như vậy á. Cuốn bự. Cậy đi cuốn bự bự về ăn cắn cho đã. Ở ngoài bây giờ nó bán cuốn. Người ta bán cuốn chắc cỡ khoảng 10.000 12.000. Dạ. Không có ăn ngoài mà không biết. Đầu cấp trước á là 5.000, lên 7.000, lên 10.000, giờ 12.000. Tiền dưới là mắc giá. 12.000 đi vốn người ta cũng 7-8.000, tính căn cuốn người ta cũng đâu có lợi nhiêu đâu. Cuốn lời 3.000 cũng meo lắm. Trăm cuốn người ta mới lời được 300.000, đúng không? Ăn cho ngon. Cuốn đẹp đẹp rồi. Thôi mấy cuốn xấu à. Cuốn đẹp này là để lại đi, mấy cuốn nãy cuốn nè. Cuốn xấu giấu tôm giống nhiều phải không? Quy á cả nhà, tiêu chiêu quá. Mấy cái cuốn xấu đó là quy giấu tôm á giống nhiều quá. Giấu tôm giấu thịt giống nhiều lắm. Ở ngoài đâu có thấy gì đâu thấy không nè. Cái này là xài chiêu nha cả nhà. Giống như là đánh dấu vậy ha. Để cái rau nhiều quá. Để cái rau nhiều quá. Ăn nó không bị ngán. Đúng rồi. Tại bình thường ăn cái bánh tráng kia mà. Bánh tráng mỏng á. Còn bánh tráng mềm này á. Ăn nó mau ngán hơn. Cái gỏi cuốn nè cả nhà. Cái nước chấm á. Nó cũng quyết định. Ngon hay dở á. Mình thấm nước nhiều quá, cái bánh tráng nó mềm mình dễ ăn. Hai bữa nay á cả nhà,
em cũng bận công chuyện á, em không có lên clip được. Rồi bữa nay em rảnh nè, em mới làm clip lại. Này như cuốn thứ tư gì nè. Cuốn thứ năm vậy. Mỗi lần Sơn xuống quay cả nhà là có đồ ăn. Làm gì ăn được không? Được. Nãy Huy cũng tiếp em vô ngồi cuốn cả nhà. Thế em cuốn lâu quá. Lâu quá ăn quá kìa. Vô cho lẹ quá. Người ta nói muốn ăn phải lăn vào bếp. Có làm thì mới có ăn, không làm ai cho ăn. Không mà mình cuốn mình mệt mệt mình vô mình ăn cũng ngon đúng không? Sơn vô clip của Quy quay cả nhà không làm, Quy đâu cho ăn. Bữa nào mà không làm tiếp là không cho ăn. Có làm tiếp mới cho ăn. Rồi cuốn đi. Gán ép Quy thêm cuốn nữa cả nhà. Từ từ á. Cả nhà xem kênh Sơn Miền Tây 83 cả nhà. Thì có thương hai anh em thì cũng đăng ký cho em cũng như Quy là MTQ á cả nhà. Kênh của em là MTQ Vlog nha cả nhà. MT là viết tắt của chữ miền Tây nha cả nhà. Còn Quy là tên của em nha. Bữa trước em cũng có chia sẻ qua tab cộng đồng á. Cô chú anh chị mà chưa có biết cái tên của kênh của Quy á thì vô cái tab cộng đồng của em á. Em có để một chỗ MTQ. Thêm cuốn đi. Thêm cuốn nhỏ đi. Ăn nãy giờ cũng nhiều rồi. Vô quay với Sơn á cả nhà. Sơn phải ép ăn vậy á. Ăn phải cho no. Ép ăn cho mập. Ăn nhiều quá mập. Và cả nhà thêm cuốn nữa nha. Em cũng làm cuốn nữa. Rồi là thôi luôn rồi đó. 5 cuốn là đủ chế độ. Kiếm nào nhỏ nhỏ để kiếm mấy cái cuốn của Quy á cả nhà. Tại gan nhiều. Quy nó có gan nhiều. Đó là. Đấy hả? Gan nhiều. Mấy cuốn nào mà không có thấy lú tôm ra đó. Có thấy con tôm nè cả nhà. Mà chắc là tại biện minh cho cái sự mà không biết cuốn của mình đúng không? Đúng rồi. Gan nhiều ăn nó không ngán. Tại mình thích ăn gan nhiều cả nhà. Nếu mà cái cuốn bằng bánh tráng kia nha, bánh tráng thường mỏng á là ăn tới 7-8 cuốn nè. Cái này nãy giờ cuốn thứ 5 chưa? Không nhớ nữa, ăn cũng nhiều lắm à. Ăn cho no nha. Có gạo nhiều quá mình ăn đỡ ngán. Này vô một cái nè. Vô. 1 2 3 vô. Vô. Bánh nếp ăn hơi xấu xí cả nhà thông cảm. Mình ăn không có tự nhiên cho cả nhà xem chứ. Dễ. Không vô clip của Sơn á mà cứ tự nhiên thoải mái.
Mình làm gì vậy? Có làm sao mình làm vậy à? Ừ. Ngon chưa? Rồi. Cái hai lần đầu này nó hơi dai, ăn nước hơi ít đó. Nãy giờ hai anh em ăn cũng nhiều lắm rồi đó nha. Ngon cả nhà. Ngon. Cái nước chấm mình có cái đậu phộng không đó. Ừ. Béo béo. Bùi bùi. Với cộng với dưa chua nè. Dưa chua bóp bằng chanh đó. Cả nhà xem trên kênh Sơn Miền Tây 83 cả nhà. Cô chú anh chị mà muốn Sơn nấu cái món gì á, cứ để lại cái bình luận bên dưới. Sơn sẽ vô xem, như là Sơn sẽ nấu theo yêu cầu của quý cô chú luôn. Rồi giống như là trong quá trình Sơn làm á, có cái điều chi sơ suất á, cả nhà cứ góp ý cho Sơn bằng cách là để lại bình luận bên dưới, để Sơn rút kinh nghiệm làm ra những cái clip nó hay hơn, hoàn chỉnh hơn á cả nhà. Rồi bây giờ hai anh em mà cũng ăn rồi đó. Thì thôi em cũng xin khép lại video tại đây ha. Em cũng chúc cả nhà được thật nhiều sức khỏe. Thôi thì em cũng chào cả nhà nha. Rồi. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà xem video thật là nhiều niềm vui nha.